xưng Hot Girl. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2014, bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình thời sự của kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ cùng quý vị và các bạn ôn lại chiến thắng hào hùng của chiến dịch này. Và trong chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được xuất bản gần đây của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau để tìm kiếm những góc nhìn đa dạng, những giá trị nhân văn trong trận chiến này. Chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của vị đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp tại chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 60 mùa hoa ban đã trôi qua, những hình ảnh về con người huyền thoại và trận chiến kỳ hùng ấy được giới thiệu trân trọng trong cuốn Võ Nguyên Giáp, tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy của Nhà xuất bản Thế giới do tác giả Vũ Trọng Đại chủ biên. 60 năm thì chúng tôi lại nhớ lại Điện Biên Phủ, nhớ lại là Bắc Giáp. Từ cái chỗ đánh nhanh, thắng nhanh, chuyển sang là đánh chắc, tiến chắc. Phương châm như thế là chúng tôi rất hiểu rằng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu rất kỹ về cái phương châm đánh chắc, tiến chắc và mới thắng được. Sau khi đọc xong thì tôi cũng nói chuyện với đồng đội của tôi, các anh, các chị, các bạn bè và các thế hệ sau. Đây là tập hợp những cái tư tưởng lớn của Đại tướng. Và những cái điều mà chúng ta đang mong cần biết, chúng ta mong cần nhớ và cũng mong để giáo dục các thế hệ sau. Tôi ngưỡng mộ và kính ngưỡng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một anh hùng, một danh nhân của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi muốn dành những cái tình cảm cao đẹp nhất và thông qua bằng chính cái tác phẩm của mình, những chất chiêu, những gạn lọc trong cả một quá trình rất dài để có thể biên soạn lên cuốn sách. Nhà nghiên cứu người Mỹ Cecil B. Curry, tác giả cuốn Chiến thắng bằng mọi giá do công ty cổ phần sách Thái Hà khai thác, lại ca ngợi Võ Nguyên Giáp là một nhà hậu cần đáng nhận được những lời khen cao nhất khi điều kiện tiếp tế cho Điện Biên Phủ thuộc loại khó khăn nhất. Cuốn Chiến thắng bằng mọi giá của Cecil Curry thì chúng ta lại tìm thấy một góc tiếp cận khá là mới mẻ. Ở đây, ông Cecil Curry ngay từ lời nói đầu khi giới thiệu cuốn sách đã nói rằng ông đã mất rất nhiều công sức để có thể kết hợp, để có thể tìm hiểu cuộc đời Võ Nguyên Giáp dưới cả hai khía cạnh. Một là sử học, hai là khía cạnh về lịch sử quân sự. Câu chuyện cảm động của tác giả Hữu Mai lại được tác giả người Pháp Georges Bundaren truyền tải lại trong cuốn sách Võ Nguyên Giáp, được Nhà sách Thái Hà xuất bản năm 2012. Một sáng ở sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí cục phó cục tác chiến muốn báo cáo với đại tướng tin tức về chiến trường, nhưng sợ đại tướng mệt nên ngủ muộn. Đồng chí đang định quay đi, thì từ trong căn lều cỏ vẳng ra những tiếng nói miền Trung âm ấm. Đồng chí Thịnh, vào đây đã. Tin tức đã được báo cáo xong, đồng chí Thịnh định đứng dậy, thì người cần vụ mang lên một ca cháo nóng. Đại tướng xẻ ca cháo ra làm đôi. Ngồi đây, ăn cháo đã. Đại tướng húp một thìa cháo xong, ngước mắt nhìn người cán bộ và giục anh. Ăn đi, cho nóng. Đọc sách về đại tướng để biết thêm những góc nhìn rất chân thực, nhân văn về Điện Biên Phủ, một trận chiến đánh dấu lần đầu tiên quân đội của một nước châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu.